Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Xin chào các bạn, Huyền Trang và Tin House đã quay trở lại với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và không biết trong vòng 24 giờ qua, các ngôi sao của chúng ta đã có những hoạt động gì? Chúng ta hãy cùng Huyền Trang đón xem nhé! Vào 0 giờ ngày 26 tháng 7, các sĩ tử đã có một đêm vô vàn cảm xúc khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đợt 1 năm 2021. Ngoài nỗi niềm của các thí sinh, nhiều gia đình cũng đứng ngồi không yên để hóng điểm số của con. Có em trai cưng cũng tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Huyền My vừa có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. Nó không cho mình đăng bảng điểm lên, thôi thì mình cứ chúc mừng như vậy, yêu nhất trên đời. Dựa vào lời chúc mừng của nàng hậu, dân tình cũng phần nào đoán được Việt Anh có kết quả thi rất tốt, khiến chị gái vô cùng tự hào đến mức muốn công khai với cả thế giới, nhưng cậu em không cho. Chị em con nhà người ta là đây, chị gái là nàng hậu nổi tiếng, còn em út vừa sở hữu vi rùa điển trai vừa có thành tích học tập đáng gờm. Được biết, Huyền My và em trai kém nhau 8 tuổi, cả hai cực kỳ thân thiết từ bé đến lớn. Thậm chí, Việt Anh nhiều lần gây sốt vì sở hữu chiều cao vượt trội 1m74, phong cách ăn diện thanh lịch và ngoại hình không khác gì hot boy. Em trai Á hậu Hoa hậu Việt Nam từng theo học cấp 3 tại một ngôi trường quốc tế tại Hà Nội với mức học phí tầm 150 triệu trên một năm. Cách đây không lâu, Huyền My đã khoe loạt ảnh hào hứng đến chúc mừng em trai đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Trước đó, Việt Anh từng tiết lộ có đam mê trở thành kiến trúc sư. Tuy nhiên đến hiện tại em không hé lộ các nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học. Chuyện tình yêu ngọt ngào tựa ngôn tình của Đông Nhi, ông Cao Thắng vẫn luôn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, đoạn tin nhắn giữa Đông Nhi và ông xã từ cách đây 7 năm bất ngờ được cư dân mạng đào lại. Điều đáng nói là dù khi còn hẹn hò hay khi đã kết hôn, cặp đôi chưa bao giờ ngừng dành cho nhau những lời đường mật hay những cử chỉ chăm sóc ân cần, chu đáo dành cho đối phương. Chỉ là những tin nhắn cũ được ông Cao Thắng công khai đã lâu, những khi lục lại, cư dân mạng lại được fan ghen tị trước màn tương tác tình bể bình đến từ cặp đôi hot nhất showbiz Việt. Ông Cao Thắng không ngại ngần gọi người ấy là bé và còn hát cho bạn gái nghe để lấy tinh thần làm việc. Đáp lại sự quan tâm của bạn trai, Đông Nhi cũng trả lời ông Cao Thắng bằng giọng đầy mè nheo, khiến người hâm mộ phải quằn quéo. Được biết đây là những tin nhắn từ khi cả hai bên nhau được 5 năm. Sau 10 năm hẹn hò, cặp đôi đã về chung một nhà trong một siêu đám cưới tại Phú Quốc trước sự chứng kiến và chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè. Hạnh phúc ấy càng trở nên viên mãn hơn khi cả hai đón con gái đầu lòng Quyên Nhi, ông Yên Nhi sau gần 2 năm kết hôn. Trong muôn vàn những chuyện tình tan vỡ trong showbiz, Đông Nhi, ông Cao Thắng là minh chứng cho tình yêu đích thực trong showbiz. Giờ đây, khi đã trở thành vợ chồng nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên con gái nhỏ. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm chắc chắn về việc họ sinh ra là dành cho nhau. Ra tay hỗ trợ phân phát lương thực cứu trợ trong mùa dịch, Thủy Tiên và Công Vinh tiếp tục gây xôn xao vì vướng vào loạt drama không đáng có. Mặc dù Thủy Tiên đã lên tiếng giải thích cô chỉ nhận 100 tấn lương thực từ người dân Hà Tĩnh, sau đó chia phần để gửi đến bà con đang cần giúp ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anti fan vẫn tấn công. Giải thích hết lời và chán đôi co, nay Thủy Tiên đã đăng luôn clip bà con khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn người dân Hà Tĩnh vì đã ra tay tương trợ giữa mùa dịch. Không chỉ thế, nữ ca sĩ liên tục có động thái như ngầm dằn mặt anti fan bằng cách tung bày 749 bằng chứng người thật, việc thật kèm dòng chia sẻ cảm ơn tấm lòng của người dân Hà Tĩnh, Sài Gòn xin lỗi và cảm ơn. Bên dưới bình luận, Thủy Tiên cũng không còn nhắc đến công sức hỗ trợ của cô và FC mà chỉ dành sự tri ân tuyệt đối đến bà con Hà Tĩnh để xoa dịu dư luận. Không chỉ Thủy Tiên, Công Vinh cũng lên tiếng mong dân mạng rạch ròi hai chuyện. Nam cựu cầu thủ khẳng định trong đợt một vợ chồng anh phát cứu trợ 20 tấn gạo, 2 tấn rau củ cho người dân là chi tiền túi chứ không phải nhận vơ số lương thực này. Trước những lời lẽ mỉa mai nặng nề của anh hùng bàn phím, Công Vinh nhấn mạnh vợ chồng mình không có công lao gì trong này cả vì không phải bỏ tiền và không phải kêu gọi lương thực. Vinh xin cảm ơn những tình cảm của mọi người đã góp ý, động viên và cũng như ủng hộ. Mới đây, chương trình hẹn hò cùng Cát Tường lên sóng với khách mời là diễn viên Huy Khánh. Cát Tường chia sẻ, dù Huy Khánh kém cô 4 tuổi nhưng cả hai từng đóng cặp trong phim nên đã quen xưng anh em. Chủ đề bàn luận của cả hai là trách nhiệm, nữ MC hỏi, trong mắt em, anh Huy Khánh là người đàn ông rất trách nhiệm với cộng đồng, bạn bè, bản thân, anh nghĩ như thế nào? Trước câu hỏi về sự trách nhiệm của bản thân, Huy Khánh công nhận mình là người nghiêm túc trong công việc và cuộc sống, anh tự chấm mình được 8 trên 10 điểm. Dù vậy, đôi khi vì tập trung cho công việc mà anh quên đi trách nhiệm với gia đình. Nam diễn viên tâm sự, có đôi lúc tôi thấy mình chưa có trách nhiệm với vợ con, lúc tôi ham chơi thì tôi chưa có gia đình, nhưng khi có gia đình lại ham công việc, mình muốn có nhiều thu nhập để lo cho gia đình.
đam mê đi kiếm tiền quá nên sao nhãng chuyện gia đình. Với ba mẹ, tôi là một người biết thương yêu ông bà, cha mẹ, nhưng tính cách tôi hay đùa nên người ta không nghĩ mình nghiêm túc. Nói chung công việc của tôi không có mặt ở nhà nhiều nên không có thời gian dành cho ba mẹ, con cái. Trách nhiệm với khán giả thì áp lực lắm. Một tuần tôi phải ra 2-3 clip trên YouTube cho khán giả có cái coi để giữ kênh và tăng lượt view. YouTube không kiếm được nhiều tiền đâu, tôi muốn đột phá nên mới đầu tư làm phim. Tôi là người rất trách nhiệm với công việc, đồng nghiệp, tôi luôn đến đúng giờ, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Từng trải qua nhiều ồn ào tình cảm trong quá khứ, Huy Khánh cho rằng cả đàn ông và phụ nữ đều sẽ mất đi nhiều thứ sau những mâu thuẫn, tuy nhiên phụ nữ sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn. Tôi mất thời gian vì không làm được gì tốt cho mình, mất tinh thần không tập trung vào công việc. Đàn ông đương nhiên không mất nhiều bằng phụ nữ mất tuổi thanh xuân, nhan sắc, sức khỏe, phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông, anh nói. Hiện tại, nam diễn viên mong ước 3 điều, đó là có sức khỏe, có tiền làm phim và phim thành công. Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có phát ngôn gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Cụ thể, nam đạo diễn viết trên Facebook về ý tưởng để đội ngũ cảnh sát giao thông chuyển sang vận chuyển hàng hóa thay cho công việc đang quá tải của các shipper, người giao hàng. Hiển nhiên, đề xuất này nhận được phần lớn là các bình luận gạch đá từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã không suy nghĩ thận trọng khi đưa phát ngôn như thế này lên trang Facebook với hàng chục nghìn người theo dõi của mình. Đội ngũ cảnh sát giao thông cũng là những người ở tuyến đầu chống dịch, trong khi người dân ở nhà, họ là đội ngũ sẽ phải bước ra đường, đứng ở những chốt cách ly, phong tỏa để ngăn cản dịch bệnh lan rộng. Kể cả khi hạn chế shipper, người dân ra đường, thì điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc công việc của cảnh sát giao thông sẽ được giảm tải. Bên cạnh nam đạo diễn nổi tiếng, Hội Sao Việt bình luận đồng tình bên dưới bài đăng cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích. Trong đó có những gương mặt quen thuộc như diễn viên Thân Thúy Hà, rapper Tiến Đạt, diễn viên Tú Vi. Hiện tại, status gây tranh cãi trên đã bị ẩn xóa khỏi dòng thời gian trên tường nhà Facebook của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cách đây vài giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, đây là thời khắc rất đặc biệt, nhớ mãi của phần lớn thí sinh 2K3. Có nhiều bạn trẻ sẽ phấn khích vì có được kết quả như mong đợi, nhưng cũng không ít người xuống tinh thần vì điểm thấp, trượt vỏ chuối. Lúc này, diễn viên Khánh Vân đã có những lời động viên tinh thần các em và mong thế hệ sau đừng bi quan quá sớm. Người đẹp của Mắt Biết cho hay đang định đi ngủ thì đêm khuya có rất nhiều tin nhắn của các bạn trẻ gửi đến nên cô phải nhanh chóng có những lời an ủi như thế này. Khánh Vân biết hôm nay có thể là ngày tuyệt vời của người này nhưng sẽ tồi tệ với ai khác, và cô gửi lời chúc đến với những em có thành tích tốt. Dẫu vậy, lời động viên nhiều hơn được nhắn đến các bạn trượt chuối. Cô kể, chị cũng là một đứa rớt đại học, cũng từng nhốt mình trong phòng khóc ngày khóc đêm, cũng trách móc bản thân, có lỗi với bố mẹ, thầy cô và hổ thẹn với bạn bè, cũng tiếc nuối vì không cố gắng hơn và lo lắng cho tương lai mù mịt mai sau. Các thứ, đủ kiểu. Nhưng rồi sao, chị bây giờ không những không bị biến thành mà ngược lại còn rất ổn. Ổn hơn cả chữ ổn sau cái lần tưởng cuộc đời mình đến đây là chấm hết đó. Nữ diễn viên từng nghĩ rằng đó là những điều kinh khủng nhất trong đời, nhưng thực tế thời khắc đó chỉ mới bắt đầu. Từ ngày có kết quả sóng gió cuộc đời mới chính thức đến với mình. Về sau này, cô còn gặp nhiều thử thách và cứ phải tưởng cuộc đời mình đến đây là chấm hết nhiều lần. Nhưng điều mà Khánh Vân muốn nhắn nhủ nhất chính là mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Quan trọng nhất là tinh thần của các bạn trẻ đừng quá bi quan hay tuyệt vọng, đừng tiêu cực. Cô bộc bạch, chỉ cần các em còn thở, còn sống thì còn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Thậm chí ngay cả cái lạnh, cái ẩm ướt trong cơn mưa cũng có lúc sẽ khiến các em cảm thấy hạnh phúc và yêu đời nữa đó. Ông trời có hàng ngàn thử thách trên cuộc đời này để rèn luyện chúng ta trở nên trưởng thành hơn. Và tất nhiên là ông cũng có hàng ngàn phần thưởng cho những lần chúng ta vượt qua chướng ngại vật đó. Khánh Vân nghĩ rằng mọi người có nhiều con đường, nhiều cách để trở thành một người ưu tú như bản thân mong muốn. Quan trọng vẫn là tinh thần, sự mạnh mẽ, kiên cường, không bỏ cuộc. Mỹ Nhân sinh năm 1995 còn động viên rất gần gũi. Cố lên, không sao đâu, dù cho thế giới có quay lưng với tụi em thì chị vẫn ngồi đây với tụi em, vì chị rảnh lắm, thong thả đi mấy đứa ơi. Bài viết của Khánh Vân nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Họ cùng nghĩ rằng kết quả có không như mong đợi, nhưng tinh thần không thể rơi vào trạng thái tiêu cực mãi mà phải tỉnh táo để chọn con đường tiếp theo cho mình. Như Khánh Vân nói, dù kết quả có thể nào thì mọi người cũng không nên bi quan. Còn một con đường dài phía trước và đây là bước khởi đầu để các bạn trẻ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành phiên bản mình mong muốn nhất. Thank you.
Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ một số bức ảnh check in tại gia cực xinh đẹp và khí chất lên trang cá nhân. Ngoại hình và vóc dáng hách tuổi của chị đẹp hột xoàn khiến nhiều cư dân mạng phải dành lời khen ngợi. Tuy nhiên, trong hàng nghìn bình luận bỗng nhiên xuất hiện một ý kiến tiêu cực của anti-fan. Mùa dịch người dân đã khổ sở lắm rồi, mà mấy ba mấy má cứ đăng hình khoe nào là của cải rồi tài sản, sang trọng quá thấy mắc mệt. Bức xúc vì bị chỉ trích, nữ diễn viên 8X chẳng ngần ngại đáp trả. Khái niệm khoe là gì bạn? Chẳng lẽ chụp hình mình cũng là khoe? Không lẽ tôi phải đầu tóc rối lên mặc đồ lê thê mới là đồng cảm? Bớt sự sân si bạn sẽ hạnh phúc hơn nha. Sau đó, Lý Nhã Kỳ tiếp tục phản pháo anti-fan dở thói gato cá nhân khi bị mỉa mai không quan tâm tới sức khỏe người dân giữa dịch Covid-19. Và đáp trả thẳng thắn của Lý Nhã Kỳ nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng những netizen kia quá sân si, nhìn mọi việc với ánh mắt tiêu cực. Cách đây không lâu, mỹ nhân 8X cũng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc vì mạng xã hội lan truyền thông tin cô đã bỏ tiền bao 4 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, chở 350 nghệ sĩ ra Đà Lạt để nghỉ dưỡng giữa lúc mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong lúc dịch bệnh diễn biến khó lường, ai cũng có khó khăn riêng, thay vì chỉ trích, phán xét hay tung tin đồn nhảm, đây là lúc mỗi người nên cảm thông, lan truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh để cùng nhau vượt qua đại dịch. Vậy là một số nữa của chương trình đã hết, một ngày nữa lại trôi qua, nhưng chắc chắn vào buổi tối ngày mai, chúng mình sẽ mang những thông tin thú vị hơn nữa quay trở lại với các bạn. Và quan trọng, các bạn đừng quên hãy ấn like, share và theo dõi chúng mình trên kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong những số tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.